quả trứng ra sao phải bằng nhau nha, mí cổ bằng nhau hết đó. Rồi xong đó các bạn lấy cái thước, các bạn sẽ để bằng cái sống của cái nẹp, để thẳng lên. Ở đây là từ đây qua đây, ngay sống giữa của da. Các bạn lấy từ cái mí thước này qua đây là chín xăng nha. Đó, chín xăng. Rồi các bạn, rồi sau đó thì các bạn lấy ngay giữa của cái dây này, các bạn sẽ lấy từ đây, lấy xéo xuống dưới cái nẹp nha. Là các bạn sẽ lấy xuống đây là 16 xăng. Đó, 16 xăng xong rồi các bạn sẽ vẽ cái trái tim nha. Đó, cái tim sẽ bầu theo cái ngay chân chỗ mình làm dấu từ cái mí này qua chín này phân á, vòng qua đây, vòng qua cổ sau. Đó, vậy là xong cái cổ áo đó cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ cắt đây. Sau khi Nhi đã cắt cái vòng cổ xong rồi đây cả nhà thấy không, đó Nhi kéo lại cả nhà xem nào. Đó, cổ trái tim rất là đẹp luôn. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn các bạn cắt cái nẹp. Sau khi cắt cái cổ xong rồi thì từ cái lai lấy lên trên đây là 24 xăng nha. Đó, 24 xăng là các bạn để cái nẹp nhỏ vô 24 xăng. Rồi xong thì các bạn sẽ lấy từ cái mí của cái cổ này đi xuống dưới đây là 1,5 xăng. Các bạn làm dấu phấn nha, làm dấu phấn 1,5 xăng. 1,5 xăng xong cái này, cái nẹp này nè, cái nẹp này hộm Nhi kia Nhi đã cắt rồi nè. Đó là hồi các bạn sẽ gắn vô trong cái nẹp áo này. Đó là vừa luôn nha. Đó, đặng mình lót cái nệm đút á. Bây giờ cái tiếp là cắt cái nẹp nha, cái nẹp trong. Thì đây nè, cái cổ nè, đó cái cổ mình, cái nẹp nãy mình cắt vừa rồi ra đó. Còn đây mình sẽ đặt im thẳng đây. Đó, bằng cái nẹp giải, nẹp giải vòng lên đây nha. Để vòng theo ôm cua cái cổ. Khi để vòng ôm cua theo cổ rồi thì các bạn thấy lấy cục phấn nè, bạn sẽ vẽ vòng theo cái tim của cái nẹp nha. Đó, đây rồi các bạn thấy lấy ra, các bạn nhìn là cái tim cái nẹp rất là đẹp không, thấy đường phấn thấy không. Sau khi Nhi đã cắt gờ ra cái nẹp rồi nè, các bạn thấy vòng cong cái trái tim rất là đẹp. Đó, bây giờ Nhi sẽ lấy từ đây qua bên đây là cái nẹp nó là 4 xăng nha. Đó, thì các bạn lấy 4 xăng đều hết. Đó, 4 xăng đều hết, vòng từ đây thì vòng xuống nẹp luôn nha. Đây, sau khi Nhi đã cắt cái nẹp trong của cái nẹp áo của giặt trước rồi đó. Bây giờ còn khúc dưới đây thì nói sừng giữa rồi nè. Đó, rồi dưới đây Nhi cũng đã nói cái khúc chốt của cái tiếp nối của cái nẹp cho đủ cái nẹp luôn á. Bây giờ Nhi sẽ cho vô thân nha cả nhà. Bây giờ bề phải của cái thân và bề phải của cái nẹp Nhi sẽ nhập lại. À, Nhi sẽ gắp đều bằng kim dịch là 5 ly nha cả nhà. Đó, Nhi sẽ bắt chớm từ cái nẹp giữa của cái cổ và cái nẹp sau nha. Sau khi may nẹp vô rồi thì bây giờ Nhi sẽ dằn 1 ly bên cái nẹp nha cả nhà. Nhi sẽ dằn bên cái cổ và cái nẹp rồi nè. Bây giờ Nhi sẽ bắt đầu, Nhi sẽ lượt nha, lượt giống như là cái tà áo rồi đó. Cái nẹp với cái cổ thì Nhi sẽ lượt 2 phân. Cái to bản của cái nẹp 2 phân nha. Đó, các bạn sẽ thiết đều vậy đó, thẳng im vậy rồi thì các bạn sẽ dùng kim. Đó, các bạn sẽ lượt. Lượt xong rồi một hồi thì cái nhà sẽ luôn giống như cái lai tai và cái tà áo nha. Đây tà áo đây, giống vậy đây. Ngay sau khi Nhi đã lượt xong hết rồi nè cả nhà, đó, cả nhà nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn, đều vậy nè. Bây giờ Nhi sẽ may tiếp là cái lai nha cả nhà, cũng may là to bản đều 2 xăng luôn nha. Rồi một hồi Nhi sẽ lượt giống như cái lai tai vậy đó. May đều 2 xăng như vậy. Rồi Nhi sẽ lượt giống như cái lai tai và cái đây, sau khi Nhi đã lượt một đường chỉ dưới đây, bây giờ Nhi sẽ dùng kim, Nhi sẽ lượt giống như cái lai áo và giống như cái lai tai nha. Còn ở đây là cái nẹp nhỏ nè, cái nẹp nhỏ các bạn sẽ gắn bên phía tay bên thân áo tay trái nha. Đã ủi xong rồi, nãy giờ Nhi sẽ tiến hành đâm nút. Đó, bây giờ đâm nút thì từ dưới lai lấy lên trên cái điểm đâm nút này thì các bạn sẽ lấy là 24 xăng nha. Rồi, từ cái 24 xăng này thì lên tới cái điểm cổ. Đây cái cổ rất là đẹp luôn thấy không cả nhà. Thì các bạn sẽ lấy ngay cái điểm tim. Đó, làm dấu phấn đây. Thì từ cái điểm dấu phấn đây xuống tới cái điểm của cái lai này thì các bạn sẽ chia ra ha. 5 nút. 5 nút thì một cái phản, nghĩa là phản 7 xăng nha. Đó, đây một nút. Nhi đã may xong rồi đây cả nhà. Cả nhà nhìn là chiếc áo ba rất là đẹp không? Đó, ôm vừa vặn luôn thấy không cả nhà. Đó, cả nhà nhìn cái bên cái bên ngực nè. Đó, bên ngực và bên eo nè. Các bạn may kiểu này đó là khi các bạn mập ốm gì các bạn bóp eo là vô rất là dễ ha. Và phía sau là cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Phía sau thẳng rất là đẹp luôn. Đó. Nè. Thấy không cả nhà? Đó. Chưa?
rất là đẹp. Bạn nào mà coi cái clip này mà muốn may áo này á, là từ 48 cho tới 54 kg mặc được hết luôn nha. Còn hơi ốm chút xíu thì mình bóp ben vô chút nha cả nhà. Cả nhà mà may áo mà đạt hay không, đẹp hay không là bắt cả nhà nhìn cái vạt áo trước nè, nó thẳng và vạt bầu nó ngang nha, nó không hở nẹp nha, đó nó thẳng đẹp là đẹp, đẹp nè, thấy không cả nhà? Đó, và cái cổ cũng vừa vặn luôn, thấy không? Cả nhà thấy Nhi mặc không? Đó nè, đó cả nhà thấy cái tà áo không? Tà áo về là quá chuẩn luôn đó cả nhà, không đắp nha, may áo bà ba mà không đắp là tà, không đắp là rất là đẹp, thẳng nha, đó. Phối quần màu đen, trời ơi khỏi chê luôn cả nhà ơi ha. Đó thấy chưa cả nhà, quá trời đẹp luôn. Cả nhà coi clip của Nhi là cả nhà may y như vậy luôn á cả nhà ơi. Đó cả nhà thấy tà trước không, rất là đẹp, không hất lên nha, cũng không nhủi xuống, dài màu đen dài cao ha. Trời ơi mặc cái áo hồ ba này nó rất là thùy mị luôn cả nhà ơi, đúng chuẩn gái mê luôn cả nhà ơi. Đó thấy không, rất là đẹp đó. Vậy đi cho cả nhà xem nè, đó cái vạt áo ha, không hách ha, thấy chưa cả nhà? Đó cả nhà thấy vạt áo không, như không dính không kéo gì hết nha, đó vạt áo rất là đẹp ha. Đó vậy thôi Nhi xin kết thúc ở đây nha, cả nhà nhớ xem và ủng hộ comment cho Nhi Nguyễn cuộc sống ở Bỉ nha.